Thời gian qua, một số kênh mương tại huyện Yên Mỹ có dấu hiệu bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trong huyện. Huyện Yên Mỹ hiện có gần 600 kênh mương phục vụ tưới tiêu với chiều dài khoảng 1.700 km, trong đó nhiều kênh mương nằm tại thôn Che Trang của thị trấn Yên Mỹ, thôn Hào Xuyên xã Tân Lập và thôn Thượng Bùi xã Trung Hòa bị xuống cấp do lâu không được sửa chữa kịp thời. Cộng với một số điểm không được khơi thông, nạo vét thường xuyên khiến việc tưới tiêu của bà con trong sản xuất nông nghiệp rất khó khăn, nhất là cấp nước tưới cho sản xuất rau màu và lúa. Được biết từ năm 2017 đến năm 2019, từ các nguồn vốn ngân sách là gần 7 tỷ đồng, Sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Yên Mỹ đã sửa chữa hệ thống kênh mương, máy bơm. Hiện nay các cái công trình xuống cấp tới đây thì Sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi sẽ chỉ đạo cán bộ để kiểm tra và sẽ cho xử lý chát vá lại những các cái đầu cống rồi là các cái tuyến kênh mà nó bong tróc để đảm bảo cho phục vụ sản xuất nông nghiệp.